Ok các bạn ha, chào mừng các bạn đến với phiên live chấm bài tiếp theo của chúng ta. Rồi ngày hôm nay là ngày mà thầy tiếp tục chấm lại những cái bài của các bạn từ khắp nơi đã vẽ và gửi về cho thầy. Ok, bây giờ bắt đầu á, mình sẽ vào chấm bài thôi. Em tuổi con trâu nè thầy, ừ đúng rồi đó, chúc mừng em, tuổi trâu cực lắm. Hoàng Kiều Anh, 13 tuổi đến từ Đồng Nai, vẽ digital đơn giản nộp cho thầy. Ê cái chữ fashion đẹp quá ha. Rồi ưng, được 96 điểm. Digital thì nó dễ, cái khâu digital nó dễ chấm điểm lắm ha. Châu gì đỏ lè vậy thầy? Em đi hỏi người ta đó, em không nghe hả? Châu đỏ là châu nó rằng chín rồi đó em. Ôi trời đẹp dữ. Tiên tường hả? Tiền tương hả? Tiến tượng hả? Tiện tương hả? Hay là tiễn tường? Hay là tiễn tượng? Hay là tiến tượng? Hay là tiền tướng? Giờ đọc sao? Tên không giấu giờ khó đọc quá mẹ mơ. Trừ điểm liền đi y chang. Tên không để giấu em bị trừ 5 điểm. Tiến tường đó thầy không tin. Tên không giấu trừ 5. Đó. Tên không giấu. Đó. Trừ 5 điểm. Ê sao tàn ác quá vậy, nhưng mà tôi khoái đó. Ê em bị trừ nữa rồi nè. Em ló ngoài cái thương niệm kim đan của em đó. Em còn ló những cọng dây sạc nữa nè. Chuyện ơi dữ dằn ha. Nè quá trời luôn nè. Hồi ô dữ em. Điểm trừ sạch. Trừ hết trơn luôn rồi nè. Làm ăn súng nhăn vậy. Trừ 10 điểm. Trừ 10 điểm là em đỡ lỗ hơn mấy bạn khác. Ví dụ như em bị ló nhiều á, mình trừ từng bên cộng lợi không chừng nó bị nhiều hơn là trừ tổng đó. Trừ tổng là có sự khuyến mãi đầu tư. Y gan kiểu như mà em bị ló nhiều, em bị có em số có cái mã voucher gì đó. Thành ra mình trừ hẳn là 10 điểm nha. Với lại cái tên mình ghi không có dấu là trừ thêm 5 là 15 điểm. Tội người ta, có tội em. Tội tình gì đây nữa. Có quy định đàng hoàng, chiếu theo quy định là mà mình trừ điểm thôi. Trừ 15 điểm. Cái bước này lên màu đâu có tệ đâu mấy bạn nè. Shinobu. Hay không? Đẹp không? Thầy tối nay kể chuyện vui nha thầy. Ok đúng rồi đó, tối nay nè. Ok vậy nha. Ừ. Cái gì? Thầy em không biết vào ZOM thầy ơi, dễ ẹt. Có link á thì em mới vào được từ từ á, thầy chỉ cho. Rồi, tô màu sai kìa thầy trừ điểm đi. Người ta tô vậy là châm chế được cho người ta đi. 90. Trời dễ được vậy không phải dễ đâu mấy đứa. 97 điểm. Trừ 15 nha. Rồi ok, chúc mừng em. Hầu bài tốt ghê mà bị trừ tới 15 điểm là 97 trừ 15 là bao nhiêu mấy em? Bao nhiêu bao nhiêu? Tiếp. Hồi tối đi ăn mì ca em hả? Hay quá ha, diễn bài đặt khoe nữa. Ăn đi rồi mai mốt hả la làng. Thầy ác đức ghê vậy, thầy la chiều và chèn ơi, ngày hôm qua không có like, bây giờ thầy rảnh thầy like, là tối nay có công việc. Ê, tối mai thầy không like nha. Thành ra á, đêm nay thầy la bù cho. Tối ngày mai thầy đi ăn đám cưới rồi. Cho nên tôi like không được nha, ok, chốt. Lê Nhã Thơ 2009 đến từ Đồng Tháp. Hờn ô 100 điểm, quá đẹp luôn mấy em ô. Quá đẹp. Đẹp quá. Hồi ui. Đã. Hồi ui, đẹp gì đâu á mấy em. 100. Quá đẹp. Ưng mấy bạn mà chơi cái bố cục kiểu này. Chưa cởi, nhắn nhá hoa chi tiết rõ đẹp quá. Không thể tưởng tượng được. In hay sao vậy thầy? Bạn in đó hả? Thôi em đừng có mà thấy tranh đẹp cái em nói người ta tranh in đi. Em hay vậy lắm. Hên ghê á. Kiều Oanh này đến ở Huế chứ không phải Kiều Oanh mà đến ở Kiên Giang hay Tiền Giang giật mình. Tưởng Kiều Oanh Kiên Giang á bi. Cái gì? Chữ Lê không dứt hoa, Lê nào không dứt hoa vậy? Chữ tên riêng không dứt hoa nè. Tên riêng phải dứt hoa nha em nha. Chữ O phải dứt hoa nha. Tên riêng phải dứt hoa mà trừ 5 điểm. Đó. Chỉ có nhiều thôi đó. Rồi giờ bắt đầu phân tích tranh nè. Đó, trừ 5. Rồi tiếp đến từ Huế, dễ thương quá đi. Bạn cố tự mình chụp cái gáy của cái cuốn vở tập á để làm chi? Để xác minh đây là tranh tôi vẽ đó. Cái gì? Con gì nằm trên bài vậy thầy? Con ngu ma dương em. Hèn ơi, em hỏi ngộ quá ha. Sao na thầy like hơi kỳ, giờ này kỳ hả? Có đầu kỳ em, tập trung tập trung. À, 84 trừ 5 còn 79. Rồi chốt bill cho em. Mai mốt làm ơn quạt sáng tối mình lên điểm trì luôn. Chứ ai mà quạt sáng tối cái mình gặp. Còn không ở đây tô, chút quớt. Học vẽ tôi mà học kiểu đó là hả? Tôi không duyệt bài là không có cho lên hình luôn đó.
kèn ngôi tớ nữa nè. Tiên tường, tiến tường, tiện tường, tiễn tường vậy đây nè. Tên không để giấu, em bị trừ 5 điểm nha. Từ từ mấy em ơi, sao hôm nay tên phải để giấu. Rồi, em bị trừ 5 điểm. Ok, chúc mừng em. Em bị trừ điểm tiếp nữa nè. Vì sao? Em bị ló nguyên cái niệm kim đan nhà mình ra. Đó. Rồi ở đây nữa nè, em bị ló cái này ít hơn. Thầy trừ cho em 6 điểm thôi. 6 điểm với 5 điểm là 11 điểm nha. Rồi chúc mừng em nha chưa. À, cái bức tranh này đẹp quá, tôi cho em 100 điểm luôn. Tại quá tốt luôn, xứng đáng được 100 điểm. 100 điểm mà mình trừ 11 điểm. Đó, hay không? Trời ơi, coi bản vẽ này. Rất đẹp. Mà tinh tế cái là hả, chơi cái nền caro nè, tao nói hả, tỉ mỉ, ngon lành. Trời ơi, đẹp gì đâu, tôi ưng quá, chờ ưng, tôi khoái liền. Tiếp. Hello Thư, muộn nữa rồi hả? Sao, trừ sao vừa đủ 89 vậy thầy? Ủa, im chứ hả? Phải gì mới được, mà phải trừ lẻ lẻ ra cho bạn đau đớn chứ. Đan Chi 2009 đến từ Quảng Bình. Ồ, mấy bài Quảng Bình cực kỳ hiếm. Ý, bạn vẽ đẹp, thấy cưng quá hay mấy em nè. Vẽ phớt nét sơ sơ mà cái tranh chibi ưng quá đi. 95, tốt quá. Chibi cute for my wear ha, màu xinh, dễ thương. 2009 mà vẽ đường vậy là tốt lắm rồi đó. Dễ thương, cưng đó, cute ha. Tiếp. Rồi xong tới nữa đó. Tôi để ý cái em này như vậy không phải tệ đâu, mà tại cái em này á hơi bị lười hay sao á. À, tên riêng phải để giấu. Phải để giấu. Nghe chưa? Em bị trừ 5 điểm, chúc mừng em. Rồi ok, tiếp nè. Em bị trừ một đống luôn nè, đây. Tôi nói là chụp á đầy đủ tranh thôi, không có được ló này ló kia. Em chụp nè, ló tùm lum hết trơn. Cái luật này là tôi mới bắt đầu tổ chức ra là tôi đã có quy định rồi đó. Em bị trừ tổng cộng là cái này ít hơn phải không? Trừ trừ 9 điểm. Chúc em may mắn lần sau nha. 9 điểm thì tôi cho cái bức này ấy, có cái đuôi cá hay cưng quá vậy, nhưng mà xinh quá đi. Giờ kiếm cớ mình trừ cho cao lên chút xíu nữa. Chấm đợt 3 cho thầy, đợt 2 chưa xong em ơi. Cái gì? Tối mấy giờ thầy kể chuyện vậy thầy, để em biết em hủy kèo với người yêu để nghe thầy kể chuyện tà tàn ác quá vậy. 9 giờ. Chốt nha, chốt nha. Con mèo mà có đuôi cá hay cưng quá he, dễ thương. 97 điểm đi. Trừ 14. Hồi ô tàn ác. Chấm đợt 3 cho thầy. Tôi mới nói xong hồi nãy là biến nó lợi, ok. Bi à, trả lời giùm thầy đi Bi. 7:30 đi thầy, không em giờ đó đi ăn rồi. Châu về đó lè chứ thầy. Con châu đi nhượm đó em, con châu văn trơn nó vậy đó. Ừ. Sao nộp hả? Em ơi, sao nộp gì nữa em ơi? Không có thời gian nhận bài nữa nha chưa. Ồ, cái em này vẽ hình digital cũng đẹp, mà vẽ tay cũng xinh nữa nè. Đến từ Quảng Bình 2009 các bạn ô, đẹp ghê nè. Quá đẹp luôn. Ồ, em trả lời cho. Ừ. Vậy đi. Con trâu này là con trâu đi vô lòi nước sôi hả thầy? Đúng rồi, nó nằm trong nồi nước sôi đó em. Chính xác luôn. Ghê vậy. Có bánh mì ăn xong chưa thầy? Chưa, còn khúc nữa. 92. Tiếp. Nhìn quyến rũ quý phái quá ha. Tiếp. Tên gì vậy? Cái này là do photo nó bị mắc cái phần tên. Thôi kệ, không sao. 12 tuổi đến từ Bình Dương. Bức tranh này đẹp quá, nhưng mà em chụp hình nó chá sáng, in ra nó mờ căm à. Khổ ghê vậy đó. Nhìn đã quá ha. Ơi, nhìn rất đẹp. Ưng ơ là ưng luôn. Cái này copy đó thầy, không sao. Cái gì? Cái này là vẽ giống Tú vẽ tay trái đó thầy. Gì hả? Không sao, bạn copy được đó là một trong những tài năng của bạn. Và tranh chép không phải là tệ. Tranh chép là một trong những bài học cơ bản mà các bạn khi học vẽ và đều được học hết ha. Ồ, quá tốt. 100 luôn, đẹp quá. Mới 12 tuổi mà làm được vậy là quá tốt. Rất say, ngon quá. Đẹp. Tinh tế tỉ mỉ mà cái phần chép lại mà cái phần này nè.
bằng chịu khó bằng đi li ti quá ưng ngon lành cành đào tươi gì hơn. Hôm biết thầy chấm bài con ớt em chưa? Chưa, của em đợt 3 lâu lắm. Cái gì? Anh NB Phương Nguyên hả? Đến từ Bình Thuận nè. Hòn ô tạo hiệu ứng dữ he. Rồi ok, tôi không có ưng bức này cho lắm. 96, tôi không có thích cái gu đen trắng kiểu này. Cái gì? Ủa 2K12 mà 13 tuổi? Ủa 2K12 mà 12 tuổi hả mọi người? Phải không? K12 là 12 tuổi. Ủa 12 hả 13? Hình như là tuổi ngoài 13, tuổi thiệt là 12 mà. Đúng rồi. Em kia em hỏi cách tôi giật mình, tôi hết hồn, tôi giật mình luôn đó, em làm gì vậy? Trời ơi. Vậy là em làm với Kha Sinh bị lộn năm hả? Sao em hỏi cái ai cũng hết hồn trong phiên live tôi hết trơn kìa. Vậy gỡ vậy để làm gì vậy thầy? Có giải thưởng không ạ? Em không biết nên em hỏi thật. Em ơi em, tham gia toàn quốc cả nước biết bài của mình em đòi giải thưởng hả? Không, không có giải thưởng em nha. Cái này không phải cuộc thi, cái này là tham gia thôi, tham gia giao lưu. Hiểu cái từ giao lưu không? Ừ. Như bây giờ tôi chấm có ai trả tiền lương cho tôi không? À, cho nên đừng mong chờ giải thưởng nghe chưa, không có đâu. Nhưng mà bài nào mà tôi ưng, tôi thấy em tiến bộ, hay là tôi thấy cái bạn đó vẽ nó có tố chất, tôi sẵn sàng tặng màu cho vẽ nha. Rồi tiếp. Gỡ sao vậy thầy? Hết nhận rồi. Đợt 3 chưa chấm nữa đó. Này đợt 2 mà chấm chưa xong mà. Ừ. Tiếp. Tỉnh Hà Giang. Bây giờ tôi không cần biết. Em ghi cái tên riêng, tên tỉnh không dứt hoa. Chắc cái tên riêng có không dứt hoa đâu. Tên riêng phải viết hoa. Em bị trừ 5 điểm. Rồi ok nè. Chanh không nhấn chi tiết đẩy sau. Trời ơi tôi khổ em ghê, xấu quá. Rồi cái này là góp ý dòng dứ không trừ điểm thôi nha. 82 thôi, 84 thì tội nghiệp yếu xìu. Một ca người xem luôn thấy ghê chờ phạt cơ. Bây giờ là ít rồi đó. Hồi đó thầy bật cái like lên mới có 30 giây hay là mười mấy ngàn người coi đó. Bây giờ là chán rồi. Bây giờ là 2-3 năm rồi, nó khác nha. Rồi quên để nói về cái bức này một cái. Khi mà các bạn vẽ đó, dù trên máy hay là vẽ tay ha, tất cả mình phải có cái khâu là cái khâu hoàn thiện tranh. Trong đó nó có một cái phần đó là nhấn chi tiết để sau. Thì tất cả các bạn đều được học ở trên lớp hết trơn á. Cho nên là khi mà các bạn làm tranh á, làm ơn tranh phải nhấn chi tiết. Còn cái này là mới có phát hình thôi, phát hình sau đó điểm màu lớp lót thôi. Cái này là lớp lót, hiểu lớp lót là gì không? Là chưa có lớp màu chính phụ nữa, nó mờ nhạt như chính cuộc đời của mình vậy đó. Cho nên phải điểm màu lên, nhấn nhá màu lên, sau đó là nhấn nhá viền chi tiết nét ha, gọi là nhấn chi tiết để sau đó. Thành ra là bạn mới hoàn thiện chừng có 30-40% công đoạn hoàn thiện thôi, thành ra 84 điểm. Chứ mà nhắn thêm cái chi tiết là ngon lành liền. Cái gì? Con ớt đâu rồi thầy? Tôi luộc xào xá ớt tôi ăn rồi. Nó nhiều quá à. Con ớt của tôi gì nè mà ham lắm. Đây nè, ham lắm, đây nè. Tối ngày là chu mông này kia lên vậy nè. Mà khoái để lắm nè gì nè. Mà khoái coi con ớt nhà tôi dữ lắm. Hôm nay tôi để con trâu được chưa? Đó, có để con ớt nữa. Ớt slide vậy thầy? Ừ, phải cỡ đó tôi mê em con ớt vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp em. Chắc là in bị mắc tên đó, cho nên tôi không trừ điểm nha. Tại tôi nhớ là bức tranh này em nợ có ghi tên đây nè. Trời ơi, tôi ưng nhất là cái phần mà hiệu ứng em tạo. Hay ghê vậy đó. Hay quá he. Cái này là Nobita ở cái phần này là cái con dâu hay cái con gì mà nó hồng hồng phải không? Cái này là cái movie gì thầy quên, tắt ngang thầy quên rồi. Cái gì? Màu á đều rất là xinh. Cái gì? Thầy ơi, em vừa hủy kèo với người yêu để nghe thầy kể chuyện rồi đó thầy. Nó chia tay em rồi thầy ơi. Tội nghiệp bé lùn hết sức kệ. Chúc mừng em, mình quen đứa khác. Mình nó không thông cảm cho mình là bảo đảm nó gia trưởng. Trời nó. Thời ơi đẹp dữ hen trăm. Ưng ơ là ưng cái bức này. Quá đẹp, tô màu nhiều kinh khủng. Rồi tiếp đi mấy bạn. Cái này bao nhiêu điểm mấy em? Này được nè. Rồi tiếp.
bà vẽ Luca mấy đứa. Đẹp quá. Đây, con cháu gì đó lơm vậy thầy? Con cháu luộc. Trời ơi, rồi ok. Bạn Kiều Anh 13 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, cái này là nằm trong cái lô bài gỡ cuộc thi Luca do thầy Dân tổ chức đây nè. Nhưng mà nay mai nữa mới chấm nha chưa. Thì bây giờ đó, nó lẫn lộn vô lẻ tẻ một hai bài mình chấm chung. Nhưng mà yên tâm đi, mai mốt mà tới cái lúc mà mình chấm tập thể thì tranh các em đều được chấm lợi trong cái lô tập thể chung của cuộc thi nha chưa. Thì bây giờ thầy góp ý một cái chân thành cho Kiều Anh. Thứ nhất á, là em chụp làm sao là tranh em mai mốt á, là thầy sẽ đăng lên fanpage là y chang như vậy, không có chỉnh sửa bất cứ một cái gì. Cho nên là mình chụp tối á, hoặc là mình chụp bị chá sáng hay cái gì đó là mình bị thiệt thòi gán chịu, thầy báo trước. Cái thứ hai nữa là tranh của mình vẽ nét không à, là bảo đảm mình sẽ bị rớt ở vòng đầu tiên. Tại vòng đầu tiên á, là phải chấm đúng luật là tranh, tất cả tranh nó phải có mèo nha. Cho nên là tranh của mình là đen trắng, là bảo đảm cái mức độ này chưa được 85 điểm nữa. Cho nên là tranh này là đụng cái là rớt liền rồi. Cho nên là thầy rất cảm ơn em đã gửi cho mà tham gia dưới chương trình nha. Chúc mừng em. Còn mà chấm chung với là toàn quốc á, cái điểm nó khác. Ok ha. Ta ơi, 90. Chấm chung toàn quốc á thì nó thoáng hơn cuộc thi. Thầy ơi, tên quên dấu sắc kìa thầy. Đâu? Kiều Anh 13 tuổi đến thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, nói gì chờ. Trời ơi, có ăn ủi nhưng không đáng kể. À, cái gì? Gỡ TikTok được không em? Không có nhận qua bên đó em ơi. Bi, trả lời giùm thầy đi. Phương Uyên 12 tuổi đến từ Bạc Liêu mấy bạn. Giả đi xe tồ ở mức độ gọi là chăn dung an toàn. Nhưng nhìn con mắt nè, thấy ghê quá ha. Giống ở trong Naruto rồi đó, Sanigan rồi đó. Ừ, ý chở vậy. Rồi, chăm chế 92. Đi xe tồ thì nó có khó gì? Hồ Chí Minh chứ không phải Chi Minh đâu. Từ từ các cái. Hồ Chí Minh đúng rồi em, này dấu sắc nè. Dấu chấm có tí này, dấu sắc nó nhích lên xíu. Cái phong chữ khó nhìn đó em. Cái gì? Đỗ Thị Mỹ Uyên đó nè, 11 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện ai mà đẹp trai dữ chèn. Ai vậy mấy đứa? Cái này chấm rồi hả? Quen hả? Không nhớ là chấm chưa. Cái lúc đó bao nhiêu điểm? 95 hả? Phải không? Bao nhiêu điểm trời? 95 hơn 100. Chấm rồi hả? Hình như cái bức này tôi cho tới 100 điểm lần phải không? Phải không? Thiệt không? Thiệt hả? Trời, nói gì á? Từ. Tôi cho cái bức này dễ thương luôn. 100 điểm. Người ta vẽ kỹ lưỡng, tinh tế, chi tiết nét, thấy chưa? 100 là xứng đáng. Cái gì? Ừ, đúng rồi đó thầy, cảm ơn em. Cái này có Hoàng Chí hả? Sao quen quen vậy ta? Như cái này tôi chấm chưa? Chưa phải không? Chèn ơi, em chụp hình gì đâu mà hả? Mình vẽ dọc á, cái trang của mình là trang dọc thì mình chụp cái điện thoại mình chụp dọc đi. Cái giấy vẽ của mình là cái khổ dọc, không mình đưa điện thoại ngang mình chụp cho nó ló hai bên, rồi phần trên phần dưới nó cắt tùm lum vậy. Sao mà em chụp hình khó chịu quá Hoàng Chí. Chắc là đi in ra nó bị mắc cái khô ở dưới hay gì đây nè. Cởi em đi. Em bị ló rồi nè. Ló nguyên cái niệm kim đan nè. Nè cái ló quá trời nè, trừ điểm luôn đi. Cái này trừ 4. Cái này ló nhiều, trừ 4 luôn. Hai bên trừ 8. Làm rất là khó chịu vô cùng. Trừ 8 điểm. Rồi giờ phân tích tranh nè. Đây, tranh rất đẹp. Nhưng mà chắc cái kiểu này là tô chưa xong rồi tranh thủ nộp nè. Nhìn là biết rồi ha. Đang xinh luôn đó. Hồi ngôi, gán chút xíu nữa đi. 98 trừ 8 còn 90. Kiểu đó hả? Kiểu cũng 98 nữa, cũng không tròn được 100. Đường nào cũng không có tròn được hết trơn. Có Thảo Vi Tiền Giang chưa thầy? Em nộp đợt 3 mà đang chống đợt 2 chưa xong, lấy đâu ra bài của em? Chuyện sinh năm 2008 phải không? À, đến từ Quảng Ngãi hả? Cái gì? Cái gì tuyết gì? Sao mà vẽ đẹp dữ ạ? Vẽ gì đâu mà hết hồn luôn nè mấy em ô. Sơn Tùng hả thầy, ai biết? Thôi đó đẹp ơi, Minh Thư đẹp ha, 100 điểm.
đẹp ghê luôn Minh Thư, mấy bạn bình chọn đi bao nhiêu điểm. Ôi ô đẹp quá, quá đẹp luôn mà các bạn thấy không, tỉ mỉ tinh tế nè. Ôi ô 100 điểm là xuất sắc này, bạn tự vẽ đó mấy bạn ơi. Ồ 100 điểm, ồ bữa nay toàn là bài đẹp bài xinh không. Ồ đẹp quá, 200 điểm cho thêm trái tim đi, quá đẹp. Chấm điểm ha mà ngút ngàn trời mây luôn. Ê, bài vẽ Luca trong cái lô bài thi Luca đây, đây nữa nè. Thì hồi nãy thầy nói cái vụ mà bài thi Luca rồi, thầy không có nói lại nữa nha. Nhưng mà giờ thầy góp ý cái vậy nè cho các bạn dễ hình dung. Khi mà các bạn chụp hình á thì nhớ rằng cái việc chụp hình các bạn là quyết định cái lượt vote và cái tranh các bạn đăng lên có đẹp hay không là do chính mình chụp hình để mình gỡ nha. Thầy không có đụng chạm tới cái việc chụp hình của mình. Thứ hai nữa nè, cái việc mà ghép tên á, thầy có nói là các bạn ghép phần nhỏ dưới đây thôi. Để làm chi? Để tranh của mình á, nó đừng có bị đánh lạc hướng bởi cái phần tên. Mình ghép nhỏ thôi, nghe chưa? Cho nên là khi mà em ghép bự như vậy nè, người ta coi tranh, cái người ta tập trung, ta ngó cái tên, nó bị mắc đẹp. Mình ghép một khúc nhỏ dưới thôi, em hiểu không? Cho nên mai mốt mà tới cái cuộc thi Luca đó, khi mà chấm, tất cả các bạn ghép không để ở dưới một góc mà để lộn xạ cả lên, giữa tranh, ngang tranh, chính giữa này kia kia nọ là mình sẽ bị trừ điểm nha. Cho nên là hãy báo trước. Và những tranh nào thầy đã diệt rồi và không có chuyện ghép tên gỡ lợi nha, thầy báo trước như vậy luôn. Ghép cái này là ghép muốn để đâu để nè, không có trình tự, không có vị trí ha, nó làm mất cái đẹp của tranh mình, nó bị hỏng bố cục luôn đó. Tranh này lạng quạng là vô thi là nói chung là sẽ có sự góp mặt thôi, sợ là em không có giải á. Nhưng mà chúc mừng em nha, tại vì có cái giải bình chọn thì cầu mong em sẽ được giải đó. 88 điểm. Tiếp. Trời ơi, sao cái này in đã bị mắc ở trên, tội nghiệp không? Còi tốt là ai vẽ vậy? Chuyện có tội nghiệp quá vậy? 92 điểm đi. 94 đi, cái bức này đang xin. Cái gì đó, đừng hỏi có bài của mình hay chưa, thầy không có nhớ đâu. Đâu có bi, em trả lời gì hiền quá, em nói vậy nè. Em phải hỏi lời gì nè. Bộ trên thế giới này đó có một mình bạn gỡ ngàn bài. Hỏi vậy đó là bạn đó tự động ngộ ra, giác ngộ liền. Chứ mà em trả lời bình thường bạn có hiểu nha chưa? Hồi nãy giờ thầy trả lời nhiều lắm mà có bạn nào hiểu đâu. Thầy nói là chưa tới bài của mình, mà đâu phải có một bài đâu, hàng ngàn người gỡ bài. Mà giờ ai cũng hiểu chứ có vài người không hiểu, thành ra em phải trả lời vậy đó Bi. Để bạn giác ngộ sớm xíu, hiểu không? Mấy bạn đó chậm tiêu mình phải xử theo cách chậm tiêu, hiểu không? Mình phải xéo sắc lên Bi à. Tiếp. Tên tuổi không có ghi kìa thầy, đâu có. Cái đó in ra bị mắc đó em. Tội nghiệp lắm. Sao cái bức này đẹp dữ vậy? Ơi, trời ngộ, mắc cái gì không mắc, mắc cái tên. Thôi cái này là lỗi máy in không tính đi. Hồi sáng tối ra khói đàng hoàng luôn, hệ cơ bản. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau cái đầu chọc lóc. Trời ơi, 100 điểm. Quá đẹp, xuất sắc, ngon lành luôn. Từ từ mấy em, quá đẹp. 100 điểm, đơn giản sáng tối vậy thôi là được điểm cao liền. Tiếp. Nhã Uyên nè, đúng rồi, bạn Nhã Uyên là ghép tên là chuẩn nhất nè, hồi đó giờ luôn. Bạn Nhã Uyên ghép tên là chuẩn nhất. Cho nên thầy muốn các bạn ghép tên á, mình sẽ để một cái vị trí ở trên hoặc ở dưới thôi, chứ phải nguyên một cái khung. Muốn đặt ở đâu đặt, che ở đâu che, nó bị hư bố cục. Mình chỉ cần để tên vậy thôi, ở trên hoặc ở dưới hoặc ở góc đây nè là xong. Đó, để khi mà in ra đó nó không có bị ảnh hưởng tới bức tranh của mình, các bạn hiểu không? Cho nên là bảo đảm trong cuộc thi Luca bị trừ điểm cực kỳ nhiều cái vụ để tên đó. Kiếp sau mỹ mạo như hoa mà thầy. Rồi, tôi đọc vậy đó. Chưa, 100, đẹp quá. Hồ u các bạn nè. Hồ u các bạn này, chơi màu nén dạng ướt trên ướt xinh quá. Quá đã, nhắn nhá cái nét của người ta này, thấy không? Phải gì mới được, ưng ghê á. Đi bên mạng thiết kế đồ họa với loại đồ họa được. Cái gì? Kim Nhi 12 tuổi đến từ cái này là quản gì đây? Quản gì mà quản trị, có chữ T ở đầu và chỉ có quản trị thôi. Con mắt nè, màu mắt cũng xinh hơn ai nữa đó. Rồi ok. Ê con ếch dễ thương quá vậy. Tính cho 93 điểm thôi, coi 95 đi, tội nghiệp quá à, tội nghiệp ta. Đợi cái nón con ếch dễ thương mấy bạn. Nhìn y chang con ếch của tôi luôn nè, thấy không? Thợ dễ thương không? Các bạn không? Miễn con ếch là dễ thương. Thấy không? Bao nhiêu con sao không đội mà lại đội con ếch? Con ếch có sự dễ thương và chân thành. Thấy không?
dễ thương đẹp đẽ gì đâu đó đa. Đây nè, con ếch lúc nào cũng dễ thương hết trơn luôn đó. Đây, ví dụ như con ếch mà hả, bình thường như vậy nó cũng đang dễ thương nè, thấy không? Dễ thương không? Thành ra bạn đội con ếch rất là thùy mỹ nết na, nhẹ nhàng mà quý phái. Em được cộng thêm 1 điểm nữa đó, 96 điểm. Tiếp. Cái gì? Cái bài này tôi chấm rồi mà, 100 điểm. Này có quan đẳng nè, ủa quan đẳng tôi chấm bài của em rồi mà. Ghê vậy, sao mà giá đẹp dữ vậy? Nè, thấy không? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Mà hả, kỹ lưỡng. Thầy ơi, bạn đó vô xuống dòng xa kìa thầy ơi. Quan đẳng cà, mau, chất quớ. Xuống dòng xa bị trừ 5 điểm. Xuống dòng sai ha. Ê, cảm ơn cái bạn gì đó đã nói cho thầy biết nha, chưa thầy không để ý luôn đó. Em bị trừ 5 điểm. Rồi ok, trừ 5. Chúc mừng em, mình còn 95. Chốt bài nha chưa. Ai mà ác vậy thầy, kéo lên bình luận đọc đi, ai biết. Nhiều lắm. Nè, thấy chưa, tranh rất là đẹp mà tinh tế từng cái đường luôn nè. Sắc độ cũng xinh nữa. Trời ơi, nó cái anh này đẹp ghê là đẹp. Bạn kia ác quá, tội nghiệp quá ha. Rồi đi. Nguyệt Quế 2011 đến từ Tiền Giang. Tội nghiệp. Sao mà bị đánh ghen hay gì vậy? Em vẽ ai? Em vẽ ai? Em vẽ Suez đây hả? Bị đánh sao mà má mũi máu miệng nè. Tội nghiệp không? Quánh cái bờ son này là tôi biết Suez đây rồi. Thiệt. Chứ không bình thường đẹp để ai đánh mình. Thời ơi, làm ăn sống nhăn em ơi. Nguyệt Quế nè, tội nghiệp không? Chăm sinh không? Sáng tối rõ ràng, tôi ưng cái bức này luôn. 96 điểm. Tội nghiệp quá đi, tôi cho em 1 điểm để góp cho em tinh thần đi bệnh viện nha chưa. Cộng thêm 1. Dây xích kìa thầy. Vậy là bị hành hung, tội nghiệp quá đi. Chàng ơi, ghép cái gì đâu mà ta nói thấy cái chữ Đà Nẵng không hà. 2012 gọi nguyên cái khu tên trên này mất tiêu. Vẽ theo kiểu mắt phói theo kiểu ký họa đó. Đánh khói này kia, đánh chì rồi đó. Vô hại chim môn rồi, tốt quá. Cái này là có liền vẽ rồi, nói gì nữa. 96. Tiếp. Nhã Uyên 10 tuổi đến từ Bình Thuận. Em vẽ cái cô gái này, cái tóc của bà bồng bềnh quá vậy, tội nghiệp không? Thấy thương quá đi. Cái bờ vai bên đây gì, bờ vai nhọn quắc bên đây, tội nghiệp quá đi. Con mắt nữa nè, một bên bị dán băng keo nó là bị đánh. Ê, mới đi mổ mắt về phải không? Cái gì nữa? Ê, chữ tuổi kìa thầy ơi. Chữ tuổi đó thầy. Chữ tuổi sai chính tả kìa thầy. Chúc mừng em. Chữ tuổi sai chính tả nè. Chúc mừng em nha, bị trừ 5 điểm. Ê, cảm ơn các bạn giờ đã nhắc thầy luôn á chuyện. Xong hay quá vậy. Thầy ơi, bạn đó móc mũi hả thầy? Ê, tào lao. Bình luận gì chèn. Người ta đưa cái tay lên cái bờ môi để người ta cảm nhận được cái sự gọi là sao? Mềm mại, trơn lón. Gọi là sao? Cái gì mà người ta nó tha kem vô nè, rồi mình phải gờ nhẹ nhẹ, mình dùng cái từ gì tắt ngang quên rồi. Cái gì? Xoa đều đó. Lỡ như bạn có cái mụn sao? Bạn xức kem cho cái mụn kế cái miệng sao? Em nói người ta vậy em không sợ mang nghiệp hả? Em nói em không sợ em nghiệp quật em vừa. 86 điểm trừ 5. Rồi tiếp. Trần Gia Khánh tên xuống dòng sai. Xuống dòng sai trừ 5 điểm. Cái khâu xuống dòng này nè, tôi đã nói bao nhiêu lần ở trên live rồi mà không bao giờ làm đúng. Sai lực mình bị trừ điểm thôi nha chưa. Tội nghiệp không. Bên đây đó thì còn có mình, mà bên đây còn cái đầu không vậy. Thấy ghê. Em làm cho tôi nhớ là cái tuồng cải lương hoàng đậu, hoàng hậu không đầu đó mấy em. Thấy ghê quá đi. Mấy bạn mà có coi cái tuồng cải lương đó chưa? Trời thấy ghê lắm. Vì nè, thầy kể cho nghe. Thấy ghê gần chết. Sau khi mà xẹp bà hoàng hậu rồi đó, là bị hai con yêu quái dụ. Ông vua thì nhu nhược, cái đầu ông đi xẹp. Xong đó rồi đó, tối hôm đó cái đầu á,
cái thân hình á thì ôm cái đứa con, còn á cái thủ cấp á thì nằm bên cạnh cái ru gì nè, ầu ơ con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ mua cho con sữa. Cái đầu á mấy bạn à, chuyển cái cảnh khác là biết cái cảnh gì không? Hai à, vợ chồng nằm ngủ mà cái nhà đó là bán tạp hóa, cái lợi gì nè gõ cửa ngon kế một cửa sổ, chủ quán ơi bán cho tôi bầu sữa, lặp lại ba lần mấy em ơi. Chủ quán ngó ra cửa sổ thấy cái hũ cấp lơ lửng, mở cửa ra đưa cái bầu sữa thì á cái người không có cái đầu đưa cái tay lấy. Trời ơi tôi cởi mà tôi muốn xỉu. Thông tin thì bấm vô cả lương hoàng hậu không đầu coi đi. Mấy em hay hỏi quá, tôi hiểu mắc cỡ mà sao mấy em hay hỏi quá, ngộ ghê vậy đó. Thấy ghê quá đi. Ghê quá hả? Trời ghê quá đi. Ghê quá đi, ghê quá đi. 89 điểm trừ 5. Không tưởng tượng được, thấy ghê quá đi. Thầy vẽ thử đi thầy, thầy mới vẽ xong đó. Thầy có biết vẽ đâu. Này mới ghê đó thầy. Ghê hồi nào. Ghê quá đi. Ồ, Ngọc Vân. Em họ Tô phải không? Em phải họ Tô không? Nếu như em mà họ Tô, cái nữa là Hành Tô Ngọc Vân, họa sĩ nổi tiếng Việt Nam. Nhưng em không ghi họ của em, chắc không em không phải họ Tô rồi đó. Nghe chưa? Cho nên mình Ngọc Vân không cũng là tên đẹp. Ý em tên Vân trùng tên chứ tôi. Em được cộng 2 điểm. Đến từ Đồng Nai luôn hả? Trăm. Một bức đen trắng hồi nãy giờ mới thấy cái sự chi tiết mà xa gần chính phủ nhắn nhá đàng hoàng. Ngon lành cành đào tươi. Tôi cho em thêm một trái tim. Tôi không có gì ngoài một trái tim yêu thương các em cả. Trời ơi, ở ngoài sau đầu của thầy là ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật mà chiếu rọi nhân sinh. Tôi ban phước cho mấy em đó, mấy em phải cảm ơn tôi đi. Ủa chứ gì nữa chèn phẹt cô nói gì nè, đây. Người ta nè, nét từng nét nè, chắc từng chắc nè, thấy không đó. Hồng nhắn nhá đàng hoàng tử tế sinh động. Quá đẹp. Em tên là Gia Hân phải không? 2013 đến từ thành phố Hồ Chí Minh, vẽ nét không độ nhiêu. 84. 21 cố lên nha chưa. Trời ơi nhanh. Nhắn thêm nét vô đi. Bài cuối cùng, tội nghiệp em, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, in ra mắt cái tên rồi. Mai mốt á, ghép để dưới cái góc đi, thường nó bị cắt ở trên, cái góc nó có cắt lắm nha. Ấy, em tên là Hằng phải không? Rồi để thầy ghi giùm em luôn. À, cái gì Hằng đó, để thầy ghi giùm cho. Từ từ để thầy lấy cái này thầy ghi giùm tên của em nha. Chờ tội nghiệp, để thầy ghi giùm. Bạn tên Hằng mấy em ơi, nhờ có chữ ký nào mới biết á. Chứ thôi là không biết đâu. Hằng, rồi, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ok, chốt biểu. Rồi, chốt. Rồi, bài này bao nhiêu điểm bây giờ đây ta? Dễ thương quá đi. Ê, nhân vật này sao giống trong cái movie mà cái gì binh đoàn người sắt quá vậy? Phải không? Thầy đoán đúng không? Phải mấy em? Phải không? Phải không? Nhớ mẹ mại vậy đó. Phải hả? Chính xác. Ok, 93 điểm. Rồi xong. Ê, mấy bạn coi lợi chăn không vậy? Muốn coi lợi chăn không mấy em? Cái gì? Muốn hả? Ừ, khán diễn mà được. Từ từ nha chưa. Để cho các bạn coi lợi chăn nha chưa. Trời ơi, tội nghiệp quăng đẳng ghê. Xuống dòng sai. Chữ cả trên chữ mau dưới bị phát hiện trừ 5 điểm còn 95. Bức tranh đẹp nhất hồi nãy giờ. Hoàng hậu kể tiếp đi thầy ơi. Hay gì quá hả? Bộ khoái nghe vậy lắm hả? Trời ơi, đẹp không mấy em? Bước đầu sao giống in vậy thầy? Thầy biết.
Rồi không? Cái này nhìn như giống ma trận quá ha, trừ 14 điểm cái tội chụp ló tùm lum. Nè cái bức này nè đang đẹp luôn nè, trừ 11 điểm là tội ló quyền, rồi viết tên không có để dấu nè, trừ thêm 5 nữa là trừ tổng 11, tàn ấy. Mình phá gì mới được, có quy định mà làm sai gắn chịu nè, ảnh vẽ đâu có tệ đâu, tên không để dấu, chụp ló cái quyền trừ 15 điểm. Rồi bài cuối cùng đẹp ghê, xuất sắc luôn, ngon lành cành đầu tươi. Rồi ok, bây giờ cuối giờ thì thầy Văn á hả, ký sổ đầu bài như chưa? Từ, có sổ đầu bài luôn. Ê, sổ đầu bài hôm bữa lên cả đám. Trời ơi, hôm nay thứ mấy vậy mấy em? Thầy đi dạm, thầy quên. Thôi bây giờ mình, à cái gì đó, hôm nay là thứ mấy? Thứ mấy gần cuối sổ thôi mình ký hôm nay đi ha. Cả lớp mắc trật tự, cả lớp ồn. Rồi ok, không điểm, ký tên. Rồi ok, đề nghị phê bình ý kiến giáo viên bộ môn phải không? Đề nghị đứng dưới cờ cả lớp, đề nghị cả lớp, từ từ, nhặt rác, nhặt rác toàn sân trường, toàn sân trường, không, toàn à, toàn thị trấn đi, toàn thị trấn, toàn thành phố luôn, à, toàn thành phố Hồ Chí Minh, đó. Đứng dưới cờ luôn đi. Đứng dưới cờ nha. Ủa thầy sao thầy ác dữ vậy? Mình phải ác em ơi, mình không ác đó thì người ta nói mình hiền. Gì kỳ thầy? Không có kỳ em ơi. Nội quy của thầy Dân là gì mà em lại quên rồi. Điều thứ nhất, thầy Dân luôn luôn đúng. Điều thứ hai, thầy Dân có sai á thì học sinh đọc lại điều 1. Điều thứ ba, học sinh học điều 2. Ok. Cho em cái gì nói gì vậy Minh Thư? Cho em xin lại bức tranh, xem lại bức tranh hả? Ok Thư luôn nè, cho coi lỡ hết luôn nha. Rồi để mình xuống like luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem like, thả tim và tặng quà nha. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Và các bạn nào ở nước ngoài đó thì có một ngày làm việc thiệt là vui. Bye bye mọi người. Ok xong chưa? Nào like tiếp hả? Tối đi, bữa nay thầy lai bù cho ngày mai nữa đó. Tại ngày mai thầy có công việc, thầy đi buổi tối rồi, cho nên là không có lai, cho nên hôm nay lai bù hết toàn bộ nha. Rồi, bye bye các bạn, bye mọi người.